kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Kênh Tin Mới TV xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất trong nước và quốc tế. Trung Quốc đã gây ra cho toàn thế giới đau thương thì nay đã phải bị trả giá đau thương. Thưa quý vị và các bạn, theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phải trả giá cho những sai lầm của mình gây ra trong suốt thời gian vừa qua. Nguồn tin cho biết Trung Quốc đang gặp nhân quả báo ứng khi những tin sét đánh đang dồn dập đổ lên đầu ông Tập Cận Bình, làm cho chính quyền của Bắc Kinh có thể dẫn tới kết cục đau thương hoặc có thể bị xóa sổ. Và nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc đặt ra câu hỏi rằng vậy những tin sét đánh mà ông Tập Cận Bình đang phải hứng chịu là những tin gì? Xin thưa với quý vị rằng Trung Quốc đang nhận ít nhất 11 tin sét đánh, trong đó có 7 tin chủ chốt được cho là sẽ khiến chính quyền ông Tập Cận Bình bị xóa sổ, hoặc là sẽ bị tẩy chay. Tin sét đánh thứ nhất, đó chính là chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất đau tim khi Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ ra quyết định trừng phạt Trung Quốc hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ vì tội Bắc Kinh để sổng con virus mang tên Vũ Hán đi lây lan ra khắp 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới này. Tin sét đánh thứ hai là đã có rất nhiều nước đồng ý kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc, vì phía chính quyền của Bắc Kinh trong suốt thời gian vừa qua đã liên tục cho tàu thuyền, cho tàu khảo sát, cho giàn khoan ra hoạt động trái phép phi pháp ngỗ ngược ngông cuồng ngoài Biển Đông, gây mất an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương này. Tin sét đánh thứ ba đó là nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và có cả châu Âu, lên tiếng tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc, chuyển sang dùng hàng của Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á vì tội Bắc Kinh đã lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19 mà ngang nhiên đẩy giá bán thiết bị y tế lên với một mức giá trên trời, hòng thu lợi một lượng tiền khổng lồ bất chính cho chính quyền ông Tập. Không những thế, các mặt hàng của Trung Quốc bán ra đều là những mặt hàng không đạt chất lượng và bị lỗi, làm cho các nước trên vô cùng bức xúc và các nước đã đồng loạt lên tiếng sẽ tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc và sang dùng hàng của Việt Nam. Tin sét đánh thứ tư đó là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ và thế giới sẽ rời bỏ Trung Quốc để sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam để đầu tư làm ăn, vì họ cho rằng Trung Quốc là nước mà đã lợi dụng việc đầu tư của các tập đoàn nước ngoài để đi ăn cắp bản quyền, ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ làm cho các doanh nghiệp của nước ngoài phải khiếp sợ bỏ chạy. Một số hãng công nghệ lớn của Mỹ như Google, Facebook và tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, Sony của Nhật Bản cũng đã tháo chạy khỏi thị trường của Trung Quốc, làm cho các khu công nghiệp ở Bắc Kinh trở nên lao đao và rơi vào tình trạng phá sản. Trung Quốc còn nhận được tin cho là nhân quả báo ứng khi chính quyền của Tổng thống Mỹ, ông vừa ra quyết định sẽ tiếp tục giáng những đòn thuế quan cực cao để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh. Được biết, mới đây, chính phủ của Mỹ đã ra quyết định rút toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc, và nếu như điều này xảy ra, các chuyên gia kinh tế hàng đầu trên thế giới cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ và đổ vỡ, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới bởi tội làm ăn phi pháp. Theo các nhà quan sát cho biết thì đã có rất nhiều những tin xấu trong thời gian vừa qua đang đổ dồn lên đầu ông Tập Cận Bình làm trọng ông đau tim vì Trung Quốc đã và đang là mối nguy hiểm cho toàn cầu ở Biển Đông. Rất nhiều các nước ủng hộ Mỹ và Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc ra tay trừng trị Trung Quốc, ra tay xóa sổ các đảo nhân tạo mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông. Các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới đồng loạt lên án tội ác của Trung Quốc khi trong thời gian vừa qua, Bắc Kinh đã quá ngang ngược ngông cuồng khi đem tàu khảo sát, đem giàn khoan, đem tàu hải cảnh và rất nhiều tàu chiến khác mang theo vũ khí hạng nặng xâm phạm nghiêm trọng vào vùng biển, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực. Không những thế, nhóm tàu của Trung Quốc còn ngang nhiên đâm chìm tàu cá của ngư dân. Hành vi trên là không thể dung tha và chấp nhận được. Mỹ và các nước trên thế giới cũng như các đồng minh và các đối tác trong khu vực châu Á sẽ ra tay trừ khử Trung Quốc một cách sớm nhất để cho Bắc Kinh không thể nào có thể bắt nạt được các nước trong khu vực. Đấy là lý do vì sao mà thế giới đều rất phẫn nộ với phía Trung Quốc.
Mỹ và các nước trên thế giới cũng như là Liên minh châu Âu muốn hợp sức ra tay trừ khử Bắc Kinh, xóa bỏ chính quyền ông Tập Cận Bình. Những ý kiến cho rằng chỉ có như vậy thế giới mới được sống trong cảnh yên bình và chỉ có vậy về Biển Đông mới không bị dậy sóng, bởi vì Trung Quốc đang là mối nguy hiểm cho thế giới. Thưa quý vị, những việc làm sai trái, xấu xa của phía Trung Quốc thì ai cũng biết đấy là nguyên nhân tại sao vào hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Bắc Kinh đã có một bài viết Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng thù địch nhất. Câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại có nhiều mối thù địch đến như vậy? Xin thưa với quý vị rằng Trung Quốc để tìm được bạn hiền rất khó, nhưng để có thù địch thì rất dễ. Bởi vì Trung Quốc là một nước chuyên đi gây hấn trên thế giới này. Bằng chứng xác thực nhất đó là Trung Quốc có đường biên giới với 14 quốc gia, vùng lãnh thổ xung quanh mình. Người ta gọi đó là láng giềng. Tuy nhiên, Trung Quốc đã đi gây hấn với 13 nước. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình là như thế nào rồi. Một nguồn tin độc quyền của hãng tin BBC News nổi tiếng trên thế giới cho biết, một báo cáo nội bộ trình lên cấp cao, lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc cảnh báo việc dư luận chống lại nước này trên toàn cầu đang tăng mạnh sau đại dịch COVID-19, theo hãng tin. Báo cáo được cho là của Viện Quan hệ Quốc tế Đại dương của Trung Quốc. Cảnh báo Bắc Kinh đang đối mặt với làn sóng thù địch gia tăng từ bên ngoài sau đại dịch COVID-19 và có thể đẩy quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiến tới một tình huống xung đột quân sự và vũ trang trên đất liền lẫn ngoài Biển Đông. Nguồn tin của hãng Reuters cho biết báo cáo nội bộ này đã được Bộ Công an Trung Quốc nộp lên các nhà lãnh đạo cấp cao nhất, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Báo cáo kết luận dư luận chống Trung Quốc trên toàn cầu đang tăng với mức độ chóng mặt kể từ sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Theo đó, Bắc Kinh đang đối mặt với làn sóng phản đối do Mỹ dẫn đầu kể từ sau đại dịch và cần được chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là có thể xảy ra xung đột quân sự giữa hai nước. Do tính chất nhạy cảm của vấn đề nên hãng Reuters không nêu đích danh các nguồn tin, nhưng theo tờ báo của Anh cho biết đây là một tổ chức nghiên cứu có quan hệ mật thiết với Bộ An ninh của phía Bắc Kinh. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được xem là đang ở mức độ thấp nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Hai bên đang có những tranh cãi về một loạt các vấn đề từ thương mại công nghệ. Đáp lại, Trung Quốc thường xuyên phủ nhận họ che đậy quy mô và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đã khiến hơn 3 triệu người mắc trên toàn thế giới và hơn 200.000 người đã tử vong. Một con số nhiễm và số tử vong thật là khủng khiếp. Đến thời điểm bây giờ không có một ai và không có một quốc gia hay chuyên gia nào có thể tin được rằng dịch bệnh virus Vũ Hán lại lây lan và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy. Vì thế mà các nước trên thế giới mạnh tay trừng trị Trung Quốc là đều hoàn toàn đúng và không bao giờ có chuyện sai trái. Trung Quốc đã cảnh báo được điều này và họ cũng đã biết được những tình huống xấu xảy ra, cho nên chính quyền ông Tập Cận Bình đang xây dựng phương án chống đỡ lại toàn thế giới. Trước đó thì chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang đẩy mạnh sáng kiến nhằm rút các chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh đang cân nhắc các khoản thuế nhằm trừng phạt Bắc Kinh vì đại dịch COVID và vì vấn đề Biển Đông. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump nói rằng Trung Quốc xứng đáng bị trừng phạt bởi chỉ có như vậy thế giới mới được bình yên. Vị được biết, 3 thập kỷ trước đây, sau sự kiện Thiên An Môn, Mỹ và nhiều chính phủ Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng trị Trung Quốc, bao gồm cấm và hạn chế bán vũ khí, chuyển giao công nghệ. Sự kiện Thiên An Môn diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 khi quân đội của Trung Quốc được huy động để chấm dứt các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do sinh viên khởi xướng. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất run sợ khi lo rằng sẽ có một Thiên An Môn thứ hai trong thời gian sắp tới, bởi vì trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã bị rất nhiều các nước trên thế giới ghét bỏ bởi những toan tính, những âm mưu nguy hiểm của Bắc Kinh gây ra. Các chuyên gia nhận xét rằng nếu chính quyền ông Tập Cận Bình trong thời gian tới không thay đổi phương hướng ngoại giao, không dĩ hòa vi quý, thường xuyên đi gây hấn, bắt nạt các nước hay là có những âm mưu, thủ đoạn nhằm chống lại các nước trên thế giới thì những tin sét đánh mà phía Bắc Kinh nhận không chỉ gói gọn trong 10 tin.
bởi có rất nhiều các nước trên thế giới phản đối chống lại phía Trung Quốc và khi đó hàng hóa của Trung Quốc sẽ bị tẩy chay. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị cô lập và Trung Quốc sẽ bị lụi tàn trước thế giới. Hiện tại thì uy tín và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng rõ rệt sau đại dịch COVID-19. Trước đó thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hiện nay tại nước Mỹ đang gồng mình để chống chọi lại với đại dịch, sau khi khống chế được con virus mang tên Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ ra tay trừ khử Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả lại bình yên cho thế giới. Hiện có rất nhiều kiến nghị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tay để trừng trị Trung Quốc, bởi chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên và các tin tức liên quan tới tình hình đó. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào những bản tin kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe kênh Tin Mới TV của chúng tôi.